Xin chào tất cả các bạn Mira, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình thông qua kênh fanpage trên Tự học Tarot cùng Thu Anh. Ok, còn fanpage chiêm tinh cổ học là để đặt lịch lá số chiêm tinh cá nhân hoặc là cặp đôi hoặc là về công danh sự nghiệp nhé. Rồi, hôm nay thì trước khi vào với trải bài của ngày hôm nay thì mình nói lại về mini game nha. Mình đang tổ chức sự kiện mini game kéo dài đến hết tháng 7, và mỗi đầu mỗi video mình sẽ đưa ra cho các bạn một câu hỏi để các bạn trả lời, và người chiến thắng là cái người trả lời đúng nhất, nhanh nhất. Rồi, và sự kiện này là để chúc mừng ngày sinh nhật của Mira, hay còn gọi là Miracle, tức là tên gọi mà mình thường dùng để gọi các bạn khán giả đã theo dõi kênh cũng như là ủng hộ mình suốt thời gian qua. Thì sự kiện này coi như là một lời tri ân, lời cảm ơn từ Thu Anh tới tất cả mọi người. Và người chiến thắng sau mỗi mini game sẽ nhận được trải bài riêng của mình. Ok, và bạn nào thắng lần trước thì hãy liên lạc với mình qua fanpage hoặc Instagram, nói chung là bất cứ link mình để ở phía dưới phần mô tả nhé. Và câu hỏi của ngày hôm trước là: thứ gì luôn ở phía trước ta mà ta không bao giờ nhìn thấy? Thì câu trả lời chính là tương lai. Ok, rồi thì câu hỏi của ngày hôm nay là, bạn nghe kỹ này, miệng rộng nhưng không nói một lời, đó là cái gì? Ok nhá, mình nhắc lại, miệng rộng nhưng không nói một lời, đó là cái gì? Rồi, câu trả lời hợp lệ là câu trả lời mà cái tài khoản bình luận là tài khoản có theo dõi kênh của mình. Nếu mà mình thấy là bạn trả lời đúng, bạn trả lời nhanh nhưng mà tài khoản của bạn không theo dõi kênh thì coi như bình luận đấy cũng được coi là không hợp lệ nhá. Rồi, câu hỏi thì chỉ đến thế thôi, miệng rộng nhưng không nói một lời, đó là cái gì? Rồi, thế bây giờ chúng mình move on sang phần trải bài của ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình mang đến trải bài quý nhân của bạn là ai và tại sao họ vẫn chưa xuất hiện, khi nào họ xuất hiện hoặc làm thế nào để họ xuất hiện, cần điều kiện gì để họ xuất hiện. Có thể các bạn nghe đến đây các bạn sẽ không biết quý nhân là gì. Ok, các bạn nghe cụm từ quý nhân phù trợ bao giờ chưa? Quý nhân, nhân là người, quý là quý, đáng quý, quý giá. Người quý giá, quý nhân của bạn có thể là người thầy tinh thần, người đến để giúp đỡ bạn, người đến để dạy cho bạn nhiều thứ. Và thường là quý nhân đến để dạy ta những cái bài học tốt thông qua những điều tích cực, chứ không phải là các mối quan hệ karmic, các mối quan hệ độc hại. Mình hiểu như vậy nhá. Rồi, thế nên là các bạn thấy khi mà bố mẹ mình đi xem bói cũng hay bảo là liệu trong công việc có quý nhân hay không, có ai giúp hay không, là vì thế đấy. Đấy, khi các bạn đi sang nước ngoài, các bạn đi du học thì liệu ở đó có quý nhân không, các bạn có ai giúp hay không. Nếu mà bạn nào mà tìm hiểu về tử vi, về chiêm tinh ấy, chiêm tinh thì các bạn xem nhà 11 là nhà quý nhân. Còn tử vi nếu mình không nhầm, chúng ta có cung nô bộc đúng không? Rồi, cung nô bộc tức là bạn có duyên với người khác hay không? Liệu bạn có nhận được sự giúp đỡ của người khác nhiều hay không? Hay là bạn phải tự lực cánh sinh? Nó được xem, khía cạnh đó được xem qua nhà 11 hoặc là cung nô bộc trong tử vi. Đấy, cái đấy là nói lan man vậy thôi. Rồi, thì trải bài này mình dùng 3 bộ bài. Đầu tiên là Tarot bí ẩn này, Oracle hoa hồng và Oracle ngôn ngữ thiên nhiên. Rồi, ok. Có thể bạn nào tò mò là cách thức mình chọn bài, thật ra cũng chẳng có gì là cách thức, không có luật lệ gì cả. Khi mình nghĩ đến một câu hỏi nào đó, mình nhìn vào đống bài của mình thấy là mình hứng thú với bộ bài này, mình thấy bộ bài này sẽ đem đến câu trả lời phù hợp mình cần cho cái trải bài, thì mình dùng thôi, không có luật lệ nào hết. Và để chọn tụ thì mình có 3 đồ vật như sau. Tụ 1 là cái này, là cái nam châm á, dán vào tủ lạnh, hình 5 anh đẹp trai, gọi là 5 em đẹp trai thì đúng hơn vì đều bé tuổi hơn mình. Tụ 2 là mác quần áo của Uniqlo, cái này là cái chuỗi áo phông kết hợp với
Bác Haruki Murakami, đây là tác giả sách ưa thích của mình. Bạn nào theo dõi mình lâu thì cũng biết là mình rất là thích bác này, đọc gần hết các quyển sách của bác này. Gần hết thôi, bởi vì có một hai cuốn mình chưa đọc hoặc là chưa xuất bản thì mình chưa đọc. Và bác này có trên những cái áo kết hợp với Uniqlo đó thì có hình rồi tên các tựa để sách của bác, cũng rất là đáng mua. Chất lượng của đồ Uniqlo rất là ok, mình rất thích. Rồi và tụ cuối cùng là hũ đá 10ml, đá soda light, thạch anh soda light. Thì như các bạn đã biết là dạo gần đây là mình có kết hợp với một người bạn của mình để bán đồ, bán đá vật phẩm phong thủy. Đấy, chủ yếu là bạn mình bán là chính, mình gọi là chỉ quảng cáo sung sương thôi. Đấy, thì đây là đá soda light. Loại đá này có ích, giúp ích cho mình, nhất là lúc mà mình đang cảm thấy tiêu cực. Những lúc mà mình thấy tiêu cực, mình thấy mù mờ vào tương lai ấy, thì mình thường dùng đá này thiền với cái lá động hũ đá trong tay. Một số bạn nào mà thích viên đá to thì có thể thiền với viên đá to trong tay. Một số bạn khác thì dùng đá để gọi là massage đầu. Mình thấy nhiều bạn hay massage trán, massage đầu. Hoặc mình thì đơn giản là cầm thôi, nhìn ngắm lắc xóc lọ đấy, và để trên bàn làm việc. Đấy. Thỉnh thoảng thì bạn sẽ cảm thấy tiêu cực, bạn có những cái dự án bạn cần làm nhưng bạn không biết là liệu có hoàn thành hay không, liệu bạn có đủ khả năng không, thì những lúc đấy là hãy nên dùng soda light nhé. Ok, có 3 tụ như vậy. Cách chọn tụ thì mình cũng nói suốt rồi. Tuy nhiên cái trải bài này thì mình khuyến khích là nghe cả 3. Không phải trải bài nào mình cũng sẽ khuyến khích nghe cả 3 đâu. Nhưng mà trải bài này thì nên, bởi vì có thể là có nhiều hơn một quý nhân mà, đúng không? Không nhất thiết là bạn chỉ có một quý nhân duy nhất trong đời. Đó, thì có thể về vấn đề công việc sẽ có một kiểu quý nhân, tình cảm một kiểu quý nhân, phát triển bản thân lại kiểu quý nhân khác. Đó, thì bạn có thể nghe cả 3 tụ nếu mà có thời gian. Hoặc không thì bạn cứ chọn theo cách thông thường, nhắm mắt, hít hơi thật sâu, mở mắt ra chọn lấy tụ hay đồ vật mà bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Cách thứ hai là bạn tua, chúng tụ nào thì đó là tụ dành cho bạn. Ok, mình nhắc lại này, tụ 1, tụ 2 và tụ 3 cho câu hỏi là ai là quý nhân của bạn và tại sao vẫn chưa xuất hiện, khi nào thì xuất hiện, bao giờ họ tới. Ok, sau khi chọn tụ xong mình xin phép được vào tụ 1 nhé. Cái nam châm, nam anh đẹp trai. Xin chào các bạn Mira tụ 1. Các bạn là những người chọn cái này là nam châm, nam anh đẹp trai. Mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây nhé. Rồi với trải bài này thì đầu tiên sẽ rút cho các bạn bài Oracle Hoa Hồng trước. Rồi, quý nhân của bạn là ai? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Bao giờ họ mới xuất hiện? Làm thế nào để họ xuất hiện? Ok, rồi rút mấy lá Oracle đã. Crumbling, what are you clinging on to? Ôi giời ơi, mình thấy năng lượng. Chưa gì mình đã thấy năng lượng của tòa tháp ở đây rồi. Mirror, ai và cái gì đang triggering? Triggering bạn. Protection. Thở dài. Ok, chắc là với trải bài này là mình phải rút thêm thôi. Mình phải rút thêm để thông điệp nó rõ ràng hơn. Mình sẽ rút thêm 3 lá tarot nữa. Nói chung là với 3 lá này, 3 lá Oracle đầu tiên, mình chưa gì mình đã thấy được một năng lượng tương đối nặng nề. Nữ tư tế, ok, thì đây. Vua Su, 4 kiếm, rồi. Ok, cái người này khá là thú vị. Và chắc là phải sẽ rút thêm 2 lá Oracle cuối cùng. 2 lá Oracle của bộ thiên nhiên. Cười, ok, cười đi. Expansion, sự mở rộng.
Rồi nhá. Rồi sắp xếp như nào đây ta? Rồi. Không có chỗ để. Ok. Dịch dịch ra đây vậy. Rồi, trước tiên là với những cái lá oracle đầu tiên, ba lá oracle đầu tiên của bộ hoa hồng. Mình khá là không phải là không thích mà là mình thấy hơi mệt về cái năng lượng này, bởi vì nó hơi nặng nề. Hơi nặng nề một chút. Hơi nặng nề như thế nào? Bấu víu. Bạn đang bấu víu vào một thứ gì đó. Bạn biết là không nên nhưng mà bạn không thể bỏ được. Đấy. Và cái sự bấu víu này sớm hay muộn thì nó cũng sẽ đem đến sụp đổ, đổ vỡ mà thôi. Thế nên mình mới bảo là tại sao mình lại nghĩ ngay đến năng lượng của tòa tháp là vì thế. Đây, cái lá crumble lên như này, bạn đang bấu víu vào điều gì? Đấy, thứ gì? Mirror. Có thể bây giờ nhá, tại thời điểm hiện tại bạn đang ở trong một tình huống mà bạn thấy là xung quanh rồi cái tình huống đấy của bạn nó rất là tiêu cực. Nó rất là tiêu cực và bạn cảm thấy bế tắc. Tại sao bạn không thoát ra được? Tại sao bạn cứ phải bấu víu vào cái tình huống này, bạn không thể thoát ra được? Ví dụ như là bạn ở trong một mối quan hệ độc hại, tại sao lại như thế? Đấy, bạn cứ tự hỏi tại sao không ai, quý nhân nào đến kéo mình ra khỏi cái mối quan hệ độc hại này, hoặc là quý nhân nào đến kéo mình ra khỏi cái môi trường công việc độc hại này. Ok. Thường thì những cái câu hỏi như vậy mình sẽ nói là việc đầu tiên các bạn phải làm đó là tự kéo mình ra khỏi cái mối quan hệ hay là cái tình huống bạn gặp phải, đúng. Trả bài này là vẫn vậy nha. Với lá protection ở đây là tự bạn phải bảo vệ cái trường năng lượng đấy của bạn và tự bạn phải kéo bạn ra khỏi cái tình huống đó đã. Thì quý nhân mới xuất hiện. Tức là quý nhân của bạn nhá, là cái người mà sẽ không kéo bạn ra khỏi tình huống đâu, nhưng họ đang chờ để bạn tự ra, rồi sau đó họ sẽ chỉ cho bạn hướng đi tiếp theo. Đấy. Tức là bạn hiểu là cái tình huống của bạn như thế. Bước 1, mình chia ra các bước như thế này. Bước 1 là bạn phải tự thoát ra khỏi được tình huống đó. Bước 2 là thời gian để cân bằng lại, chữa lành, hài hòa lại cuộc sống. Và bước 3 tìm hướng mới. Thì quý nhân của bạn sẽ nhảy vào trong cái bước mới đó. Khi mà bạn đi tìm cái hướng đi mới, khi mà bạn chữa lành xong xuôi rồi và bạn chấp nhận thay đổi rồi thì quý nhân mới tới. Ok. Tí nữa mình sẽ miêu tả quý nhân. Có cái lá mirror, mình muốn nói thêm một thông điệp nữa. Đấy là cái này thì cũng không liên quan lắm đến quý nhân đâu, nhưng mà cái tình huống mà bạn đang gặp phải ấy, công việc hay là tài chính hay là mối quan hệ ấy, mà bạn đang cảm thấy bế tắc ấy, là nó chỉ là đang phản chiếu lại bên trong của bạn thôi. Gương mà. Tức là thế này, khi mà bạn ở trong một cái môi trường độc hại, bạn trong một mối quan hệ độc hại kéo dài, thì mình hiểu là có thể bản thân mình cũng là người độc hại. Đó, nó là như thế đấy. Bản thân mình cũng có cái vấn đề. Mình không hẳn là người tốt đẹp gì cho cam. Thế nên mình mới thu hút những cái thứ tiêu cực như thế này vào cuộc sống. Bởi nếu ngay từ đầu bạn đã ở trong cái trường năng lượng cao, tần số bạn cao, bạn không phải là kiểu người toxic, thì những người bạn thu hút vào cuộc sống á, nói chung là bạn sẽ biết ai là toxic và bạn sẽ bạn sẽ kiểu cắt họ, cắt thì không đúng, bạn sẽ giữ khoảng cách với họ ngay từ đầu. Đấy. Còn nếu mà bạn đang toxic và bạn tương tác với người không tốt xích thì họ sẽ là người giữ khoảng cách với bạn trước. Thế nên là mình hiểu thôi. Nếu mà xung quanh bạn, bạn chơi toàn với bạn đều ấy, có thể là do bạn cũng đều, hoặc là có thể do ở bạn có điều gì đó cần phải thay đổi. Chúng ta gặp những chuyện, những tình huống chẳng qua là phản ánh lại bên trong của chúng ta mà thôi. Đấy. Khi mà bạn nhìn ra được cái bức tranh toàn cảnh như vậy thì bạn sẽ thôi đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài và thôi tìm một cái solution, giải pháp bên ngoài.
Đấy. Hãy thay đổi bên trong trước. Trải bài này thì sẽ không nói cho bạn biết là bạn cần phải thay đổi bên trong như thế nào, ra làm sao, bạn có thể tìm những trải bài khác. Ok. Thế bây giờ nếu nói về quý nhân của bạn thì thứ nhất, người đó đang trong trạng thái bốn kiếm. Họ chờ. Họ chờ bạn xong được cái bước bế tắc này đã, nghỉ ngơi xong xuôi, bắt đầu hành trình mới thì họ sẽ nhảy vào. Cái người này thì họ thiên về cái mặt bị động hơn là chủ động. Có thể là bạn sẽ phải tự động tìm đến họ. Họ mang năng lượng của nữ tư tế về vua Su. Su ở đây cũng mang năng lượng của đất, của sự bị động. Đấy. Người này thì có thể là rất là chín chắn, trưởng thành, ít nói, hơn bạn, hơn tuổi bạn. Hoặc ở họ mang cái khí chất chín chắn hơn bạn nha. Nhưng người này sẽ phải là cái người mà bạn phải tìm đến họ, chứ không phải là họ chạy đến và họ giúp đỡ bạn. Đấy. Nhưng mà mình nói rồi, cái người này sẽ xuất hiện khi mà bạn ví dụ như là bạn nào bạn muốn bắt đầu một hành trình mới, bạn muốn tập yêu bản thân hơn, và thế là bạn lên mạng bạn xem những cái video tarot trải bài chung về yêu bản thân hoặc clip về yêu bản thân, và thế là bạn tìm thấy một tarot reader chuyên nói về yêu bản thân. Đấy, và bạn học được từ cái người này. Người này thì vẫn đang luôn ở đó, nhưng mà họ chờ bạn để bạn học, để bạn tìm đến họ, chứ không phải là họ chủ động kéo bạn ra khỏi cái tình huống của bạn. Đấy. Thế tình huống của bạn, bạn phải tự thân vận động đã. Ok, trước mắt là như thế. Có thêm hai lá oracle nữa rút thêm, là thông điệp từ bài thiên nhiên. Chúng ta có lá số 12, sự mở rộng, và số 47, nụ cười. Ok. Những gì mà người này dạy cho bạn á, họ sẽ dạy bạn về điều tích cực, với cả là nhờ cái có người này mà mình thấy là có sẽ có sự mở mang đầu óc, mở mang đầu óc khá là lớn. Bạn học được nhiều thứ từ người này. Đấy. Bạn học được khá là nhiều thứ từ người này. Và nhưng mà với cái năng lượng này, mình không nghĩ là bạn gặp một tarot reader trên mạng đâu, tức là bạn sẽ gặp một người mà có sự tương tác trực tiếp với nhau, và bạn và họ sẽ theo ở bên cạnh nhau một thời gian dài, chứ không phải là một quý nhân trên mạng, hoặc là bạn biết họ nhưng họ lại không biết bạn. Đấy, mình thấy có sự tương tác qua lại, có nói chung là như thế, có sự gặp gỡ trực tiếp một với một. Ok. Rồi, thế tóm lại là cái người này là người như thế nào? Đấy, người này là cái người đang chờ bạn giải quyết xong cái vấn đề của bạn, bạn bắt đầu của hành trình mới thì họ mới giúp đỡ được cho bạn, chứ họ không phải là cái người kéo bạn ra khỏi cái vấn đề cũ của bạn nha. Họ sẽ không giúp bạn giải quyết vấn đề cũ, bạn phải tự giải quyết vấn đề cũ. Tức là cái việc bạn gặp được người này sớm hay muộn, nó phụ thuộc vào việc là bạn giải quyết được vấn đề cũ sớm hay muộn, bạn học được cái bài học cũ sớm hay muộn. Đấy. Và bạn phải hiểu là học được xong bài học cũ này, nghỉ ngơi, tự chữa lành một thời gian, khi nào bắt đầu hành trình mới thì cái người này mới nhảy vào nha. Ok. Nhưng mà những gì mà bạn học được từ người này sẽ là những điều rất là quý giá. Và mình thấy là hai người có thể ở cạnh nhau một thời gian dài. Trải bài thì không có nói rõ là cái mối quan hệ của bạn với người này, người yêu hay bạn bè hay là đồng nghiệp bình thường, bài không nói. Đấy. Chỉ biết là cái thời gian và tình huống sẽ gặp người này. Thế thôi. Ok nhá. Cái người này thì khá là chín chắn, trưởng thành và tương đối thực tế. Rất là thực tế. Họ có trực giác, nhưng trực giác của họ là trực giác thực tế, chứ không phải kiểu trực giác bay bổng. Rồi thì đấy là trải bài của các bạn tụ 1 cho cái câu hỏi là quý nhân của bạn là ai, tại sao họ vẫn chưa xuất hiện. Nếu mà bạn vẫn đang trong cái tình huống bế tắc của bạn mà không chịu thoát ra, không chịu tự thoát ra và mong cái quý nhân đến giúp, thì mình xin chia buồn là không có đâu, phải tự thoát ra thôi. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa, và đừng quên là tham gia mini game đầu mỗi video. Mình xin phép được dừng trải bài này ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Nhớ theo dõi kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye.
Xin chào các bạn Mira chọn tụ 2. Các bạn là những người chọn map của bác Haruki Murakami, đúng hơn là map áo Uniqlo kết hợp với bác Haruki Murakami. Rồi, với trải bài của các bạn thì đầu tiên là mình xin phép được rút 3 lá bài Oracle Hoa Hồng trước cho câu hỏi là quý nhân của bạn là ai và khi nào họ xuất hiện, tại sao họ chưa xuất hiện, làm thế nào để gọi họ xuất hiện. Ok, Boundary. Boundary là nói về cái gì sao tiếng Việt là sao ta? Giới hạn à? Giới hạn của bạn. Giới hạn của bạn. Rồi. Bạn có để cho mọi người lấn tới hay không, hay là bạn là người biết nói không, bạn là người biết bảo vệ năng lượng của mình. Đó. Boundary. Tin tưởng con đường của bạn. Rồi, ok. Tin tưởng vào con đường và hướng đi. Và lá cuối cùng là nghỉ ngơi. Rồi. Mình xin phép được rút thêm bài tarot để nói rõ hơn nhá. Tarot mình cũng rút cho các bạn 3 lá. Quý nhân của bạn là ai? Và tại sao vẫn chưa gặp họ? Khi nào thì họ xuất hiện? Chẳng khờ chẳng ngốc. Ok. Chín kiếm. Và The Empress. Rồi. Có hai lá. Có một cái năng lượng mà mình thấy tương đối mạnh ở đây. Đấy là nói về Boundary, về chín kiếm. Đều là mang Boundary là thì là hình ảnh một cô gái đang phải chịu cái áp lực từ nhiều bàn tay. Và chín kiếm là một cô gái đang chịu áp lực từ nhiều đôi mắt, chín đôi mắt cả thầy. Rồi, thì trước hết là mình cảm thấy ở đây các bạn tụ hai có một vấn đề gì đó mà các bạn đang phải chịu áp lực từ nhiều người xung quanh. Từ từ thôi, rút nốt bộ này không tí lại quên. Rồi gì? Hãy dịu dàng hơn với bản thân. Ok. Và hãy trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Rồi. Trước hết là mình thấy ở đây có năng lượng của việc phải chịu đựng sự dòm ngó từ nhiều người, hoặc là bạn đang để cho nhiều người manipulate, thao túng bạn, hoặc là để cho những người khác can thiệp vào quá trình ra quyết định vào cuộc sống của bạn. Bạn làm gì, bạn chơi với ai, bạn học ngành nào, bạn làm công việc như thế nào, bạn đang để cho mọi người điều khiển bạn. Đôi khi ta nghĩ rằng là ta là người cả nể, ta muốn lịch sự, ta muốn thỏa hiệp với mọi người, nhưng mà cái gì quá cũng không tốt. Khi mà bạn thỏa hiệp quá thì bạn lại thành ra để người ta bắt nạt, bạn lại thành ra là để người ta lấn át, và mọi người có quyền, có sức mạnh thao túng, kiểm soát cuộc sống của bạn nhé. Đấy. Thì với cái lá Trust Your Path ở đây, với cái lá Chẳng Khờ, cả hai lá này đều nói về cái việc như là có thể là bạn đang có những thứ, một cái con đường mới, dự án mới, muốn đi một cái gì đấy nó rất là khác biệt, và một cái gì đấy làm giống như kiểu là thực hiện cho bản thân mình. Bạn rất là muốn được làm, nhưng mà vì cứ chịu áp lực từ những cái yếu tố bên ngoài mà đến giờ vẫn chưa dám làm. Đấy, đến giờ vẫn chưa dám làm. Thì cái trải bài này mình thấy mình nói thẳng ra là mình không thấy có sự xuất hiện của quý nhân nào cả ở đây, mà toàn là nhắm về bạn thôi, toàn nói về bạn thôi. Nên có thể hiểu như là tại thời điểm hiện tại thì quý nhân của bạn chính là bạn. Ok. Với cái tình huống hiện tại thì quý nhân của bạn chính là bạn.
Đấy, thì nhá, chúng ta có đầu tiên là 24 trở thành cái phiên bản tốt nhất của bản thân. Rồi trở thành phiên bản tốt nhất đi trên cái con đường riêng, cái hành trình của bạn, đồng ý. Rồi ba cái lá take a break, nghỉ ngơi này, dịu dàng với cả bản thân và The Empress. Cả ba, The Empress là năng lượng của người mẹ, cũng là kiểu dịu dàng và chăm sóc bản thân ấy. Đấy, thế thì mình hiểu thế này nha. Trước giờ bạn là người không dám tự mình quyết định cuộc đời mình. Bạn bị phụ thuộc khá là nhiều vào người khác, cũng như là cái cách họ nhìn nhận, cách họ nghĩ về bạn. Và dạo gần đây, bạn bắt đầu nhận ra là bạn có những cái hướng đi bạn muốn đi, có những thứ bạn muốn làm, có những dự án mà bạn muốn làm cho riêng bạn. Và lúc này bắt đầu xảy ra những cái sự xung đột giữa việc là người khác và bản thân, người khác và bản thân. Thường là khi mà bạn đang, nếu mà bạn đang chịu sự kiểm soát rồi sự thao túng của người khác trong một thời gian dài, bỗng dưng bạn đứng lên và bạn bảo không, tôi không muốn thế này nữa, thì làm gì có chuyện người ta bảo bạn là ừ được rồi, cuối cùng mày đã thoát khỏi xiềng xích của tao, tao sẽ thả cho mày đi. No. Họ sẽ tìm cách phản đối bạn. Đó, họ sẽ tìm cách phản đối bạn. Nhưng mà với trải bài này thì mình thấy là bạn đủ dũng cảm, động lực để vùng lên, để dám đi trên cái con đường mới. Có thể nhá, là bạn đã bắt đầu đi trên cái hành trình này rồi. Bởi vì có tận 3 lá nói về cái việc là bạn phải dịu dàng, bạn phải biết nghỉ ngơi, bạn phải biết chăm sóc bản thân. Đấy, có thể thấy là bạn đi trên cái hành trình này, nhưng đó là hành trình đơn độc. Đấy, là cái người đi trên hành trình, và xuất hiện mỗi một người thôi trên cả cái hành trình rộng lớn. Hành trình của bạn không có nhiều chết, là không có ai ủng hộ ngay từ thời gian đầu. Và cái con đường bạn đi nó tương đối đơn độc, cô độc, cô đơn. Đấy, nên là bắt đầu bạn bị cảm thấy rất là confused, frustrated, là tại sao không ai giúp tôi, tại sao không có quý nhân nào đến giúp. Đấy, thì với cái trải bài này, thứ nhất để nói với bạn rằng là mình rất tiếc, quý nhân của bạn là bạn, chả có ai thật sự đến giúp bạn trên cái hành trình này cả. Tuy nhiên một phần bạn đang cảm thấy tiêu cực như vậy, một phần là không có ai, giống như kiểu là không có ai ủng hộ ngay từ đầu, nên bạn buộc phải ra sức chăm chỉ cày cuốc, rồi cố gắng thành công thật nhanh để chứng minh cho những người này thấy là bạn đang đi đúng hướng. Nhưng mà bởi vì như thế nên bạn đã tự gây áp lực lên cho bản thân. Bạn có những, có thể có những cái hành vi hay là cái kiểu như là quên làm việc hay học tập mà đến mức quên ăn quên ngủ á, không chịu chăm sóc bản thân vì chỉ muốn tập trung vào cái mục tiêu này. Mình đồng ý là bạn có năng lực và bạn có thể làm được. Đấy. Tuy nhiên ở đây là có tận 3 lá nói về cái việc là hãy học cách cân bằng, nghỉ ngơi, dịu dàng hơn với bản thân một chút. Và bạn biết bạn là ai, bạn làm được gì, bạn không cần phải chứng minh cho bố con thằng nào là bạn có đủ khả năng hay không. Chỉ cần trong tâm bạn, bạn biết bạn là cái người giỏi nhất, thế là được rồi. Bạn không cần phải ra sức chứng minh bằng những cái thành công vật chất, chứng minh cho những người mà đã từng kiểm soát, những người đã từng phản đối bạn. Đấy, bạn không cần phải làm thế. Bạn chỉ biết là cái hướng đi này là hướng đi của bạn, đích đến như thế nào không quan trọng, hãy tận hưởng hành trình. Cái hành trình này bạn thích, hành trình này nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại sự thỏa mãn cho bạn, thì bạn đi thôi. Đấy, nhưng mà cũng vừa biết cách chăm sóc bản thân, khi nào thấy mệt thì ta ngủ, đói thì ta ăn, đấy, chán chán thì ta đi chơi. Gọi là cô độc thì cũng không đúng, gọi là không ai giúp thì cũng không đúng. Dĩ nhiên là mọi người sẽ vẫn giúp đỡ bạn, nhưng không phải giúp đỡ theo kiểu chỉ,
hướng, chỉ đường, chỉ hướng cho bạn. Mọi người như kiểu chỉ support bạn vậy thôi. Đấy, nếu mà bạn cần. Nhưng mà chủ yếu sẽ là một mình bạn đi. Bạn sẽ phải cover 70-80% công việc. Và đi hướng nào, rẽ trái hay rẽ phải, đi thẳng hay là lùi, đều là do bạn quyết cả. Và bạn có khả năng để làm. Bạn có khả năng để làm. Giống như kiểu là bạn có khả năng để làm lãnh đạo thì bạn sẽ đi đầu. Bạn dẫn dắt mọi người. Nhưng mà đứng ở trên đỉnh, đứng ở trên top rồi thì bạn sẽ cảm thấy cô độc vì chẳng có ai để học theo. Bây giờ mình đi đâu, mình đi trái hay mình đi phải, không ai ở đó để nói cho bạn biết rằng hướng đi nào là đúng, hướng đi nào là sai. Mặc dù tự thân bạn biết là bạn phải làm gì, nhưng bạn đôi khi bạn vẫn cảm thấy rất là hoang mang. Tại sao không ai giúp mình? Đấy. Nhưng đó là do bạn. Ai bảo là bạn giỏi quá, bạn lên hàng top làm chi? Nha. Ok, thì đấy là trải bài của các bạn tụ 2. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Tóm lại, quý nhân chính là bản thân mình. Nha. Rồi, các bạn đừng quên là hãy tham gia mini game đầu video để nhận được, để trở thành người chiến thắng và có được cơ hội xem trải bài riêng với mình. Và ngoài ra các bạn đừng quên là theo dõi kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn Mira tụ 3, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn hũ đá Soda Light. Mình sẽ để đá các bạn ở đây nha. Với trải bài này, đầu tiên sẽ rút cho bạn 3 lá bài Oracle ngôn ngữ. À, không phải ngôn ngữ, hoa hồng. Bộ Oracle hoa hồng cho câu hỏi là quý nhân của bạn là ai và làm thế nào để gặp họ, tại sao chưa gặp được họ, khi nào thì gặp họ. Ok, tại sao họ chưa đến. Ok, phá vỡ vòng lặp, phá vỡ cái mắt xích, viết lại tương lai. Thời đại mới, mang đến thời đại mới, kỷ nguyên mới. Ok. Và nữ tư tế. Rồi, một cái trải bài rất là sặc mùi lột xác. Sặc mùi lột xác. Mình xin phép được rút thêm 3 lá tarot nữa. 3 lá tarot nữa để nói về cái người này, nữ hoàng su. Lover. Ok. Và hai gậy. Rồi, chắc là rút thêm nốt 2 lá của bộ Oracle thiên nhiên, sau này mình sẽ nói một thể. Nâng cao năng lượng, nâng cao tần số và potential gateway, cái cánh cổng kết nối. Quý nhân của bạn nhé, trước hết là một người mà có thể sẽ dính dáng với bạn, dính líu với bạn về mặt tình cảm. Có thể sẽ dính líu với bạn về mặt tình cảm. Đấy. À, cái người này á, mình thấy là có sự kết nối về mặt tâm linh giữa hai người, tinh thần giữa hai người. Đấy, thì có thể cái quý nhân của bạn sẽ là người yêu trong một mối quan hệ lãng mạn. Nhưng mà không chỉ ở trong một mối quan hệ lãng mạn, cùng nhau vui đùa rồi tận hưởng chuyện tình cảm, mà còn cùng nhau kéo nhau lên à. Kéo nhau lên đây này, có cái lá hai tuần cho vitality, nghĩa là hai bạn đến để dạy cho nhau những bài học về mặt tinh thần cảm xúc, nhưng mà sẽ là những bài học tốt. Đấy, tức là ví dụ bạn là cái người tìm hiểu về huyền học chiêm tinh, họ là người tìm hiểu về võ thuật đi. Trong võ thuật thì cũng có tinh thần tâm linh thôi. Và thế là hai bạn dạy cho nhau, em tìm hiểu mảng này, anh tìm hiểu mảng kia. Và thế là chúng mình học được từ nhau những điều tốt đẹp từ nhau, chứ không phải là một mối quan hệ karmic, học qua những cái bài học đau đớn hay là học qua nước mắt nhá. Mà hai người thật sự là đến để dạy cho nhau,
hai người là truyền cảm hứng cho nhau, inspire. Ok, bạn truyền cảm hứng cho họ ở một mặt và họ truyền cảm hứng cho bạn trong cái mặt khác. Đấy. Ok. Tuy nhiên là để gặp được cái người này ấy, thì dĩ nhiên là mình thấy thế này, có thể lúc gặp họ thì bản thân họ đã ở trong một cái tần số tương đối mạnh rồi. Họ lúc này là hai gậy, họ lúc này mang năng lượng của nữ hoàng su. Đấy, tức là họ không phải chết là họ là cái người cũng tham vọng thì cũng không hẳn, mà là họ khá là hiểu chuyện đi. Nói thế, họ khá là hiểu chuyện và họ nhìn được cái bức tranh toàn cảnh trong những cái tình huống họ gặp phải. Thì mình hiểu là thế này, nếu bạn gặp được một người có tần số cao như vậy và trở thành người yêu được của họ thì đồng nghĩa với việc bản thân bạn cũng phải ở trong một tần số cũng cao chứ. Hai người còn dạy nhau qua lại cơ mà. Đấy, chứ còn nếu mà bạn đang ấu trĩ, thiển cận, trẻ trâu, được chưa? Thì bạn sẽ không thể nào gặp được một cái người như thế này. Và dù có gặp thì hai người cũng chẳng bao giờ đi được đến cái mức trở thành người yêu của nhau cả. Đấy. Vì họ nhìn ra được ngay, những người mà ở tần số cao họ nhìn ra được ngay ai là tần số thấp và họ sẽ giữ khoảng cách với bạn ngay. Bạn tưởng tượng xem, bây giờ bạn gặp trẻ con, bạn biết ngay là nó là trẻ con. Qua cách nói chuyện, qua cử chỉ, qua suy nghĩ là mình biết ngay, à, chỉ là trẻ con mà thôi. Đấy. Thế nhá. Thế thì ba lá đầu tiên của bộ Oracle Hoa Hồng là những gì bạn cần làm là bên năng lượng của bạn, và ngay từ đầu mình có nói rồi. Đấy là cái trải bài ba lá đầu tiên này sặc mùi lột xác. Ok, thì với ba lá này đều mang cái năng lượng như là bạn phải thay đổi một cách toàn diện, thay đổi một cách lớn, thay đổi lớn. Giống như kiểu là bạn trở thành một cái phiên bản khác 70-80% bạn trong quá khứ. Đấy, thì may ra mới gặp được cái người này. May ra mới gặp được người này. Hơi giống năng lượng của tụ 1 một chút, nhưng mà tụ 1 là nó còn bị một cái vấn đề nào đấy và bị bế tắc. Còn mình thấy ở đây là bạn chỉ đơn giản là bạn thật ra cũng chẳng hẳn là bế tắc gì cả. Cũng chẳng hẳn là bế tắc gì cả. Nó giống như là thế này nhá. Bạn đang sống một cuộc sống rất bình thường, không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên là bạn vẫn chưa có người yêu. Một phần là vì bạn cũng mong chờ tìm được một người hòa hợp với bạn cả về tinh thần, tâm linh, và một người mà sẽ mang đến cho bạn sự kết nối sâu sắc. Nhưng mà hiện giờ bạn vẫn chưa tìm được người đó. Và thay vì cứ ra ngoài hẹn hò hết người này người kia để tìm kiếm cái người có kết nối sâu sắc với mình, bạn nhận ra rằng bạn cần phải thay đổi bạn trước. Nếu tôi muốn tìm được một người có kết nối sâu sắc với tôi, một người am hiểu cuộc sống, thì bản thân tôi cũng phải là một cái người am hiểu cuộc sống đã. Và bạn tìm hiểu kỹ hơn về vũ trụ, về tâm linh. Bạn bắt đầu học yoga, thậm chí là học võ. Vì mình nhớ là võ thuật cũng liên quan đến tinh thần mà. Bạn gặp gỡ những người trong tần số năng lượng cao và bạn dọn dẹp lại các mối quan hệ của bạn. Bạn dọn dẹp lại một lần nữa cho triệt để. Ok, đấy, và nếu trước giờ bạn vẫn giữ một số thói quen xấu như là thức khuya, ăn đồ ăn độc hại, thì bây giờ là bạn triệt để hơn, bạn ăn đồ lành mạnh hơn, bạn ngủ sớm, dậy sớm. Có thêm những cái sự thay đổi toàn diện đó, có nghĩa là cái tần số hiện giờ của bạn nhá, lúc mà chưa thay đổi thì cũng không hẳn là thấp, nhưng mà không đủ cao để gặp được cái người mà bạn khao khát có kết nối đặc biệt với họ. Đấy, mình nghĩ là bạn, cái này là bạn hơi khác các tụ khác ở một chỗ là bạn không ngồi và chờ quý nhân đến với bạn, mà bạn giống như kiểu là bạn đã hình dung ra được cái người yêu tiếp theo của bạn sẽ là quý nhân của bạn. Bạn hình dung ra được điều đó sẵn rồi. Đấy, và chỉ là bạn có chút khúc mắc trong cái việc là làm thế nào để gặp được họ sớm hơn thôi. Bạn biết là bạn phải thay đổi,
Đấy, và bạn vẫn đang thay đổi. Thì với trải bài này là bạn sẽ gặp được người này. Bạn sẽ gặp được người này chắc chắn, và họ đem đến cho bạn những thứ y hệt như bạn kỳ vọng. Chín chắn, thông thái, hiểu chuyện. Và hai người đến để dạy nhau những cái bài học, bài học tinh thần chứ không phải là những cái bài học đau đớn. Đấy, nhưng mà trước đó là bạn đã đang có những cái sự thay đổi lớn rồi. Chữa lành này, xem có vấn đề gì cần phải chữa lành thì chữa lành nốt này. Có thể là trong vấn đề công việc hay tài chính là bạn đã ổn ổn hòm hòm rồi, cuộc sống rồi, các mối quan hệ xung quanh cũng ổn ổn rồi, nhưng riêng trong chuyện tình cảm có một số vấn đề chưa chữa lành xong. Thì giờ ta ngồi ta chữa lành nốt và ta tìm hiểu cái cách thức để vượt qua, kiểu vậy. Đấy, tóm lại là quý nhân của các bạn tụ ba là người dính líu liên quan đến vấn đề tình cảm. Và cũng giống như tụ một, đấy là bạn hoàn thành xong cái công việc của riêng bạn đã, thì gặp được cái người này sớm hay muộn là do bạn. Đấy. Nhưng mà mình cảm nhận được là trong ba tụ, có thể tụ ba là cái người mà đã đi được cái con đường, cái hành trình tâm linh của các bạn hơn hai bạn kia rồi, đi được nhiều hơn rồi, và bây giờ bạn chỉ đang gọi là đi những cái bước tiếp theo nữa, gọi là để nâng cao, đã cao còn muốn cao hơn nữa, để gặp được những người cũng thuộc tần số còn cao hơn những người mà bạn đang gặp hiện giờ. Nó là như thế. Đấy, chứ không phải là bạn đang trong một tình huống éo le khổ sở và bạn buộc phải thoát ra để đỡ bế tắc hơn nào. Cuộc sống hiện tại vốn cũng không quá bế tắc. Thì cái trải này là như vậy nhá. Ví dụ như là bạn đi học đại học, bạn được 7 điểm rồi, nhưng mà học cải thiện để lên điểm 10 ấy. Đấy, chứ không phải là đang trượt, bây giờ muốn lên 5 điểm. Đấy, không, bạn đỗ rồi nhưng bạn vẫn muốn được hơn, bạn vẫn muốn được cải thiện hơn. Ok, thì đấy là trải bài của các bạn tụ ba. Chắc mình sẽ dừng trải bài này đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Các bạn đừng quên là hãy tham gia mini game đầu mỗi video của mình để ủng hộ cho sự kiện mừng Mira tròn 1 tuổi. Và bạn nào chiến thắng sẽ được phần thưởng, đấy là cơ hội để xem trải bài riêng với mình. Và các bạn đừng quên là ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Link mình để ở phía dưới phần mô tả nhé. Ok, bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.